15 vấn đề thăm thúy Một ngày nọ, trong khi tôn giả Kumarakasappa, ca diếp đồng tử, đang sống tại khu rừng Anh một vị phạm thiên Brahma với hào quang rực rỡ đã hiện ra trước mặt vị ấy lúc nửa đêm và nêu ra 15 câu hỏi thăm thúy một cách khó hiểu để mô tả lại cách vị phạm thiên Nêu ra 15 vấn đề này. Tôi sẽ tụng lại nguyên văn Pali để giúp quý vị lắng nghe một cách chăm chú và kính trọng. Phích hú, phích hú, a yang va mi <laughs> thu ma phi pra no e wa ma

út thú Ma Di Cần thú Ma Di Phát Như trên đã trình bày, vị Phạm Thiên nói với Kumara Kassapa bằng ngôn ngữ Pali. Thời Đức Phật, Ấn Độ được gọi là Trung Quốc, Machima Desa. Trung Quốc ở đây muốn nói Ấn Độ là nước nằm giữa cõi Diêm Phù Đề hay cõi nhân loại này. Người ta thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pali, phương ngữ được tìm thấy trong kinh tạng. Có thể nói vào những ngày ấy Pali là ngôn ngữ phổ thông được tất cả mọi người nam phụ lão ấu sử dụng. Đó là lý do tại sao vị Phạm Thiên này lại nói với Kumara Kassapa bằng tiếng Pali vậy. Các học giả Pali coi trọng ngôn ngữ Magatha như một thánh ngữ, đã quyết định rằng tiếng Pali hay Magatha là hình thái ngôn ngữ thường được các vị phạm thiên sử dụng. Trong cõi nhân loại, người ta có khi nói tiếng Pali và có khi nói bằng những ngôn ngữ khác. Tuy nhiên trong thời Đức Phật, Pali là ngôn ngữ chung giữa mọi người. Vì thế trong bài kinh này hay trong tam tạng kinh điển nói chung, ngôn ngữ Pali được tìm thấy. Để có thể hiểu và thưởng thức được ngôn ngữ Pali cùng với ý nghĩa của nó, trước tiên tôi sẽ cho nghĩa từ vựng. Kế tiếp quý vị đọc lại những điều cần nhớ và sau đó tôi sẽ giải thích ý nghĩa từng đoạn văn kinh. Này tỳ kheo, tỳ kheo, nghĩa là này ông sư, ông sư. Đây là cách vị Phạm Thiên xưng hô với ngài Kumara Kasapa. Chữ ông sư, ông sư được lặp lại hai lần là hình thức tháng từ. Trong ngôn ngữ Pali, nó chỉ là một tiếng kêu tỏ vẻ ngạc nhiên cũng giống như một người hốt hoảng khi nhìn thấy một con rắn hay một đám cháy sẽ cất tiếng la thất thanh đầy kinh ngạc và sợ hãi. Rắn, rắn hay cháy, cháy vậy. Này ông sư, ông sư. A à văn văn mi Gò mối lớn này. Rách tăng, ban đêm. Thu má quá tí. Phun ra hay bóc ra khói âm ỉ. Đi vã, ban ngày pacha la phí bắn ra ngọn lửa chúng ta thử suy nghĩ về cách nói của vị phạm thiên này xem chẳng nói điều gì liên quan đến kinh điển cả vị ấy chỉ thốt lên trong kinh ngạc này tỳ kheo tỳ kheo gò mối lớn này ban đêm bốc khói và ban ngày bắn ra lửa như thế cái gò mối lớn ấy ở ngay kế bên vậy gò mối này tôi sẽ giải thích sao tỳ kheo tỳ kheo avan vamiko gò mối này rát tăng ban đêm thu ma tiết là đang phun khói không ngừng đi vác ban ngày Cha la tiết phun ra lửa Pramano, vị thầy bà la môn sume thăng ewa maha ra lệnh cho người học trò trẻ và có trí của mình theo cách này sume tha ơi này người học trò có trí Satan Adaya, hãy cầm lấy cái xẻng Và Evan Vamika Afikana, kiên trì đào cái gò mối này. Eti, mệnh lệnh được đưa ra theo cách này. Sumetho, người học trò trẻ có trí và sáng suốt này. Satan Adaya, sau khi cầm lấy cái sẻn, Afikap Nam Tô, đào gò mối không ngừng theo lệnh của người thầy. Lan Kim Adatha tìm thấy một cái then cửa, một thanh sắt để cài cửa. Phát Dante Lan ghi, đây là cái then cửa thưa thầy. Người học trò nói. Brahmano, vị thầy bà La Môn, Evan Aha ra lệnh trở lại như vậy. Lan Kim Bác, hãy lấy then cửa lên. Và Sumetho, này người học trò có trí, Satang Adaya hãy cầm lấy cái sáng và Afika Nam Tô tiếp tục đào. Uthu Ma Di Căn Adatha thấy một con cốc, con vật giống như ếch khi chạm vào thì trở nên lớn hơn và phòng to lên. Phát Tê thưa thầy một con cốc. Ê tí, người học trò nói như vậy. Vị Bà La Môn đã nêu ra 15 vấn đề theo cách như trên bằng tiếng Pali. Đại ý đoạn văn kinh trên muốn nói rằng có một vị thầy Bà La Môn đang chia sẻ kiến thức hay nói đúng hơn, đang đưa ra những hướng dẫn có tính cách giáo dục cho đám học trò của mình. Những kiến thức thế gian mà người thầy dạy ở trường lớp chỉ có thể tiếp thu ở trường lớp. Đối với những kiến thức không thể truyền đạt đầy đủ ở trường lớp mà chỉ có thể được học một cách đầy đủ theo cách thực tiễn ở trong rừng. Người thầy sẽ đưa học trò vào trong rừng và dạy họ cách cố gắng khám phá những sự thật qua việc nghiên cứu. Ngày xưa các vị thầy bà La Môn trang bị sự giáo dục cho học trò cũng giống như cách các thầy hiệu trưởng của trường học ngày nay làm. Họ cũng được gọi là những vị thầy kiệt xuất. Disapa Mokha một chức vị tương đương với giáo sư đại học ngày nay. Điều này có ý muốn nói rằng họ là những bậc thầy lãnh đạo xuất sắc. Danh tiếng của họ lan truyền cùng khắp mọi nơi. Trên thực tế, giáo sư Pa bằng Professor bắt nguồn từ thuật ngữ Disapa Mokha thở xưa vậy. Vì giáo sư Bà La Môn này lúc đang giảng dạy cho học trò của mình ở trong rừng, đã phát hiện ra một gò mối lớn lạ thường. Tính chất đặc biệt của gò mối ấy là ban đêm phun khói, trong khi ban ngày lại bắn ra những ngọn lửa chói sáng. Phát hiện ra đặc tính lạ thường của gò mối ấy, vị thầy bà La Môn yêu cầu một trong những người học trò có trí của mình đào nó lên. Người học trò này hiển nhiên phải rất đáng tin cậy vì anh đã giành được sự tin tưởng của người thầy và được ủy thác kỹ lưỡng công việc. Đó là lý do vì sao những đức tính tốt của người học trò này đã được kinh đề cập đến bằng những lời khen ngợi như Người học trò có trí đã được khéo giáo dục và có khả năng nổi bật. Cách yêu cầu anh ta làm cũng vậy. Này người học trò xuất sắc, đây là cái gò mối. Gò mối này thật sự rất kỳ lạ. Ban đêm nó không ngừng phun khói trong khi ban ngày nó lại bắn ra những ngọn lửa dữ tợn. Vì vậy dưới gò mối này chắc hẳn phải có tài sản gì, giá trị hay vật gì đó rất giá trị. Trong trường hợp này, mệnh lệnh được đưa ra sẽ như vậy. Này người học trò thông minh, sáng suốt, con nên cầm lấy cái sạn và đào hay khoai quật, gò mối ấy lên làm đúng theo mệnh lệnh người học trò có trí sau khi cầm lấy cái xẻng trong tay bắt đầu đào liên tục với hết khả năng của mình trong quá trình đào vật đầu tiên được thấy là một cái then cửa lớn một thanh gỗ dùng để cài cửa người học trò có trí nhận xét ồ thưa thầy đây là cái then cài cửa vật mà con tìm thấy chắc hẳn đặc tính cố hữu của cái then cửa này đã khiến cho gò mối phun khói vào ban đêm và bắn ra lửa vào ban ngày nghe lời nhận xét này vị thầy bà la môn nói ái già dạ, này học trò cái này không đúng làm thế nào cái then cửa lại có thể bắn ra những ngọn lửa sáng rực như vậy được chứ lấy cái then cửa ấy lên quăng nó qua một bên và tiếp tục đào đi khi người học trò tiếp tục đào đất lên anh ta thấy một con cốc gọi là utup magica Út thuốc Magica cốc là một loại ếch thường phình to lên mỗi lần bị chạm vào như một số người ở đây có thể đã từng gặp. Nó là một loài vật sống thành nhóm ở các ao hồ vào đầu mùa mưa và tiếng kêu của nó phát ra những âm thanh om, um, in rất ồn ào. Tuy nhiên trong các bản chú giải lại nói về nó như vậy. Loài cốc này thường sống trong những đám lá mục hoặc bụi cây. Kích thước của con vật này nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay cái hay ngón chân cái. Nakapithi. Như vậy nếu nó chỉ khoảng móng chân cái thì không lớn lắm. Ở miếng loại cốc này không nhỏ như vậy, nó lớn khoảng cỡ trái xoài và có hình dạng hơi tròn. Lớp da cứng bên ngoài có màu nâu nâu, dường như kích cỡ mà các nhà chú giải muốn nói đến có thể sánh với kích cỡ của một loại cốc được tìm thấy ở Tích Lan. Ở miếng điện, thân của con cốc chúng ta thấy lớn hơn rất nhiều. Tôi nhớ không lầm, thì loại cốc này ở miếng gọi là Phaon hay pha hu -yin. Chữ Pha trong tiếng miếng có nghĩa là cốc. Một số nói nó được gọi là pha bioke và dĩ nhiên nó có lớp vảy da chai rất độc trên lưng của nó. Cốc Utu Majika là một loại cốc có hình thù gần như tròn. Vậy thì có lẽ từ Utu Najika dùng ở đây dựa trên thuật ngữ đã được chấp nhận tại nơi người ta tìm thấy nó. Chúng ta không thể nói cái nào là đúng vì mỗi nước hay mỗi nơi đều chấp nhận cách đặt tên của nơi ấy. Trong kinh Vô Tránh Phân Biệt, Aranavifanga, Đức Thế Tôn đã thuyết Cha napada đối với ngôn ngữ thường dùng trong một đất nước hay một địa phương nào đó, na phidi không nên cho rằng chỉ có ngôn ngữ ấy là đúng. Do đó, không định kiến đối với cái tên mà người khác gọi, chúng ta hãy cứ gọi nó là con cóc, vốn là một cái tên chung ai cũng biết. Con cóc thường phồng lên mỗi khi bị chạm tới. Vị thầy bà la môn lại yêu cầu người học trò lấy con góc này lên, quăng đi và tiếp tục đào. Khi đào thêm nữa, nó chạm vào một nơi, ở đây một ngã ba đường được tìm thấy bên trong gò mối. Theo cách này, lần lượt các vật mới lạ được khám phá cho đến cuối cùng khi họ gặp một con rồng Naga. Trong tiến trình đào, tất cả cái được tìm thấy từ gò mối lúc ban đầu cho đến con rồng cuối cùng, tổng cộng là 15. Tất cả những điểm khó hiểu trong vấn đề được bao phủ trong sự bí ẩn. Đây là những gì Pali gọi là ba hê lý hay những câu hỏi hóc búa, khó hiểu. Tôi sẽ soạn một bản tóm tắt theo thứ tự để mọi người dễ theo dõi. Tóm tắt 15 vấn đề Thấy một gò mối lớn, ban đêm phùng khói và ban ngày bán ra lửa. Vị thầy bà La Môn tư vấn cho người học trò kiệt xuất của mình để khám phá xem vấn đề này là gì và khi đào nó với một cái sản bén cạnh. Lần lượt xuất hiện một cái then cửa, một con cóc xấu xí, một ngã ba đường, một cái lọc nước, một con rùa xảo quyệt, một con dao phay, và cái thớt gỗ, một miếng thịt cứng, và cuối cùng, một con rồng. Như vậy tổng cộng có cả thảy 15 vấn đề khó hiểu. Bây giờ tôi sẽ giải thích 15 vấn đề này. Hoạt động phun khói ban đêm nghĩa là ban đêm gò mối này phun ra khói. Khạc lửa nghĩa là ban ngày nó phun ra những ngọn lửa dữ tợn. Hai hiện tượng này muốn chỉ rõ hoạt động của cái gò mối lớn. Gò mối lớn này do vị giáo sư bà La Môn tìm thấy. Khi ông phát hiện ra nó, ông yêu cầu người học trò của mình lấy sẻn đào nó lên để biết chính xác bên trong gò mối này là cái gì. Khi người học trò đào lên, Phật đầu tiên được khám phá là một cái then cửa. Thanh gỗ thường được dùng để khóa cửa. Tiếp tục đào thêm một con cốc gọi là thuốc Majika bất ngờ xuất hiện. Sau đó một ngã ba đường, một cái lọc nước, một con rùa, một con dao phay và một cái thớt để chặt thịt. Một miếng thịt lần lượt xuất hiện hết vật này đến vật khác. Vì thế người học trò nói với thầy mình. Đây này, lại một miếng thịt nữa. Nghe thế, vị giáo sư bà La Môn yêu cầu người học trò của mình hãy lấy miếng thịt lên bỏ nó qua một bên và ra lệnh đào tiếp như trước. Khi người học trò đào tiếp, anh thấy một con rồng và thốt lên kinh ngạc. Ở đây xuất hiện một con rồng thưa thầy. Nghe tiếng thốt của người học trò, vị giáo sư bà La Môn đưa ra những hướng dẫn sau. Tita tú nago matnagan gathe si namo karohi sa có nghĩa rằng Nago, con rồng, tú, hãy để yên con rồng chỗ nó đang ở. Nagang xí, chớ có quấy rầy hay làm hại con rồng này. Nagasá, con rồng linh thiêng, nam mô có thể được đảnh lễ và tôn thờ. Phần mô tả ở trước gồm 15 vấn đề hóc búa do vị Phạm Thiên nói ra. Vì vậy, hàm chứa trong 15 vấn đề này có những điều đáng để suy gẫm. Đó là lý do vì sao tôi phải liệt kê lại tất cả 15 vấn đề theo tuần tự trong hình thức tóm tắt. Hầu giúp quý vị có thể dễ dàng lưu giữ nó trong trí nhớ. Sau khi đưa ra 15 vấn đề xong, vị Phạm Thiên nói với trưởng lão Kumarakasapa theo cách dưới đây. Này tỳ kheo, ông có thể đi đến chỗ Đức Thế Tôn để hỏi những vấn đề này. Đức Phật giải thích như thế nào ông hãy ghi nhớ ý nghĩa của những vấn đề ấy như thế. Đối với 15 vấn đề này, những người có thể giải quyết và trả lời được một cách chính xác chỉ có một là Đức Thế Tôn, hai là đệ tử của Đức Thế Tôn và ba là những người nắm được sự gợi ý hay nói khác hơn những người nắm được phương pháp giải quyết vấn đề từ nơi ta ngoại trừ ba người này không một ai khác có thể đưa ra những lời giải thích chân xác và đầy đủ về những vấn đề đã nói sau khi để lại lời chỉ dẫn về nơi chốn có thể nhận được sự giải thích chi tiết cho những điểm khó hiểu này vị phạm thiên quay trở về cõi trời của vị ấy về sự việc này tôi nghĩ nhất thiết phải tìm hiểu xem vị phạm thiên đó có mối quan hệ như thế nào với trưởng lão Kumarakasapa và vị ấy đi xuống cõi trần để đưa ra 15 câu hỏi khó hiểu này với ý định gì. Để giúp quý vị hiểu rõ, tôi sẽ liên hệ lại những sự kiện đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ.